Xin chào mọi người. Ở đây là một lời nhắc nhở chân thành nhất cho tất cả những người anh em ở ngoài xã hội, những người mà mua bán tiền điện tử cũng giống như những cái người đầu tư dài hạn. Về cái tài liệu, về cái tín hiệu mình cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam á, có một năm trời. Đừng có bước vô cái nền tảng này mà hỏi những cái câu hỏi vớ vẩn. Bên mình sẽ khóa tài khoản của bạn. Vậy thôi. Nhắc nhở. Nó có một cái video ở trên nền tảng YouLove. Bỏ 16 phút ra coi nó. Mà muốn nhân cái tài khoản của bạn lên, coi cái video 16 phút. Nếu bạn là một người mua bán tiền điện tử hồi đó đến giờ, đúng không? Hay là một người chưa có biết mua bán, thì bạn phải coi cái video đó 16 phút. Rồi sau đó là bạn có thể coi thêm những cái video, những cái phát trực tuyến nó đã nằm ở trên cái nền tảng Tiền Academy YouLove. Mình đã làm 4.800 cái video. Mà mỗi cái video như vậy đó, những cái phát trực tuyến của mình nha, những cái phát trực tuyến là những cái thứ bạn nên coi 1 tiếng cho tới 5 tiếng đồng hồ. Thì đừng có làm phí mất thời gian của bên mình. Tìm hiểu nó trước. Tìm hiểu nha, tín hiệu là gì, vân vân, coi cái video 16 phút. Sau khi bạn bỏ một thời gian ra, bằng tìm hiểu, bằng xác thực thông tin, rồi cứ vô và đăng ký, vậy thôi. Chứ ở đây không có rảnh đâu mà gọi là trả lời 1.000 câu hỏi cho bạn. Ở đây mình không rảnh. Ok, và riêng mình là không làm công việc đó, mà mình có thể nghĩ là cô nhờ cái nhân viên của mình một ngày phải trả lời cả 1.000 câu hỏi cho cả một người có 100 câu hỏi. Thì cái tài khoản của bạn sẽ khóa, không có trả lời tới 100 đâu. Thì hồi nãy mình mới có họp mặt lại với nhân viên, cứ vài câu hỏi thôi là hết. Đừng có bỏ 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mà ngồi đó trả lời câu hỏi cho bạn. Thì nó là vậy. Bạn muốn thắng cuộc chơi, coi cái video 16 phút. Coi những cái phát trực tuyến mình đã đăng lên trên nền tảng Tiền Academy YouLove. Coi nó, hiểu nó, thấm nó, đúng không? Bỏ một chút thời gian ra, vài tiếng đồng hồ tìm hiểu, rồi sau đó nhảy vô đăng ký chăm hết. Và để nhắc nhở luôn một lần nữa, ở đây mình không bán rác, nhớ là vậy. Ở đây là một cái hố vàng, không biết bạn có biết hay không. Ở đây nó không có cái vụ mà thương lượng và trả giá. Ở đây bạn không phải mua đồ xôn, nó là vậy. Bất cứ một người nào làm những cái vấn đề như vậy, mình đã dặn dò nhân viên của mình, cứ khóa tài khoản của bạn thôi nha, chăm hết. Chứ không rảnh đâu mà ngồi đó là giải thích cái câu này câu nọ vân vân, thì bên mình không có thời gian để giải thích. Thế nó là vậy nha. Gọi là mình không có hiểu là tại sao bạn không, gọi là cái tín hiệu mình cung cấp nó quan, gọi là nó giúp bạn có được tự do tài chính, nó giúp bạn bỏ đi cái cuộc sống gọi là cơm áo gạo tiền. Tại sao bạn không bỏ một thời gian ngắn, vài tiếng đồng hồ để xác thực nó, mà bạn vô đây bạn hỏi lung tung, vớ vẩn. Cái đó là mình rất là thẳng tính nha, rất là thẳng tính. Nếu bạn thích thì bạn tham gia, không thích thì thôi, nhưng xác thực nó trước khi bạn mất thời gian của người khác. Vậy thôi, xin chào mọi người.